Chà, đói quá, mình phải đi kiếm cái gì cho vào bụng mới được. Gặm mấy quyển sách này mỏi hết cả răng. Quái lạ, đây là lọ gì mà chữ nghĩa lằng ngoằng thế nhỉ? À, hay là lọ dầu ăn? Không được, nhỡ không phải thì sao nhỉ? Ta phải kiếm tay nào biết chữ đọc cho ăn chắc. Cậu đi cái kiểu gì đấy? Sao không chịu nhìn thế hả? Đau quá đi mất. Xin lỗi, anh có sao không? Tôi đang vội quá. Cậu có việc gì mà phải chạy ầm ầm như thế? Chả là... Mà này, anh có biết chữ không nhỉ? Cậu hỏi cậu ấy thật thừa. Người sống trong thư viện cả đời như tôi, có gì tôi không biết? Chữ là món ăn hàng ngày của tôi mà. Thế còn cậu sống ở đâu? Tôi sống ở cái kho thóc đằng kia. Thật đáng thương cho cậu. Để nhét đầy cái bụng của mình, cậu đã ở trong một nơi buồn tẻ như kho thóc. Chỗ đó ngoài thóc ra thì chẳng có gì cả. Còn ở trong thư viện thật là yên tĩnh. Mọi chuyện cổ kim trong ngoài nước, sử sách Đông Tây tôi đều nhìn thấy cả. Ồ, thế cơ á? Thế thì chắc hẳn anh phải là người rất uyên bác. Đương nhiên, mỗi chữ mỗi câu trong từng cuốn sách tôi đều đọc rất kỹ và nhét chặt chúng ở trong cái đầu này rồi này. Ôi, thế thì may quá. Tôi đang có chuyện cần nhờ người có học thức uyên bác như anh giúp đỡ đây. Được thôi, cậu cứ nói thử xem nào. Mà khoan, nhưng giúp cậu rồi, tôi sẽ được cái gì chứ? Thì anh cứ theo tôi đã. Ôi, một nhà kho nhiều đồ đạc và thức ăn thừa như thế này mà tôi không biết. Anh biết chữ, anh hãy đọc cho tôi xem trên cái chai đó viết chữ gì. Anh đã đọc được chưa thế anh chuột chuỗi ơi? Cậu cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi đi, cứ từ từ để tôi đọc. Nếu được, tôi sẽ chia cho anh một nửa, được không? Cậu hãy trật tự một chút đi để tôi làm việc. Được thôi. Ư tờ ức thờ ức thức. Trời, quả là chuột sống trong thư viện có khác, giỏi giang và thông thái quá. Chữ này là chữ gì ấy nhỉ? Sao mà mình nhìn mãi không ra? Ôi, làm sao để biết bên trong là cái gì bây giờ? Khịt, mùi gì đấy nhỉ? Hình như đây là mùi dầu ăn thì phải. Mùi này quen quá. Mình không thể để cho cậu ta biết mình không biết chữ được. Như thế, đám chuột cả vùng này sẽ coi thường mình mất. Dù sao, cái chai này cũng có mùi dầu ăn rất quen. Chắc chắn bên trong là dầu ăn, chứ chả là cái gì khác được cả. Mình cứ nói thế cũng chả sao. Đằng nào thì cậu ta cũng đâu có đọc được mà biết đúng hay sai. Không được, nhưng nếu mình nói ra, thì mình sẽ phải chia cho cậu ta một nửa à? Không được, không được. Anh nói gì thế anh chuột chuỗi? Anh đã đọc được chưa? Tôi đã ngủ được một giấc rồi mà anh vẫn chưa đọc được trên ấy họ viết gì ư? Đây đích thị là dầu ăn rồi. Đúng thế ư? Anh nhìn rõ không đấy? Tôi đã nhìn thấy từ đầu, nhưng tôi phải kiểm tra lại xem nó có còn hạn sử dụng không đã chứ. Cậu cứ vội vàng là có ngày chết đấy, đồ ngốc ạ. Có đúng là dầu ăn không đấy anh chuột chuỗi ơi? Chuột xám ngốc ơi là chuột xám ngốc. Hôm nay ta sẽ được một bữa no say, còn các người cứ ngồi đấy mà nhìn. Được. Nếu cậu không tin, để tôi uống thử cho mà xem. Thật là đã quá đi. Ôi, ôi. Tôi không xong rồi. Anh chuột chuỗi. Anh sao thế? Ôi, chuột chuỗi ơi, chuột chuỗi. Anh này, dạo này nhà ta nhiều chuột quá, phải dùng thuốc diệt chuột thôi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Em lấy đi, anh để ở góc kia kìa. Này, mình ơi, lại đây, lại đây. Chuyện gì thế? Cái lọ thuốc chuột nhà ta không hiểu sao lại lăn ra đây, và bên cạnh là một con chuột rất to đã chết rồi kìa. Thank you.
rồi chết, mình ngủ quên mất. Mình đến muộn thế này, thế nào cũng bị chúng nó nói. Phải đi lối tắt mới được. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, sao vẫn chưa thấy mèo vàng đâu nhỉ? Đói quá đi mất. Xui quá đi mất. Bẩn hết cả rồi. Thôi, không chờ mèo vàng nữa, chúng ta ra bờ sông bắt cá thôi. Phải đấy, muộn lắm rồi. Ê ê, chờ tôi với. Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc nên đến muộn. Cậu bị sao thế? Sao toàn thân cậu lại bẩn thế kia? Mình mà nói bị ngã thì sẽ bị cười cho thối mũi mất. À, tôi vừa tắm bùn. Dạo này trên người tôi có mấy con bọ chó, nên phải dùng cách này để diệt chúng. Rất có hiệu quả đấy. Các cậu có muốn thử không? Lý do đến muộn của cậu đấy à? Thôi đi thôi, đói lắm rồi. Ơ, thế sáng giờ mọi người chưa ăn gì à? Thế mà không nói một tiếng. Tôi mang cho vài con chuột lót dạ. Vì chứ bắt chuột thì chả ai bằng tôi đâu. Ở nhà vẫn còn nhốt chuột con để ăn dần đấy. Để tôi, coi như là chuột lỗi đến muộn. Đâu, con chuột đâu? Tôi thấy nó gầy quá nên thả ra. Đợi sau này béo hơn bắt ăn thịt cũng không muộn mà. Lên mèo vàng, cá của chúng tôi sắp chín rồi. Đây đây, tôi ra ngay đây. Cuối cùng cũng bắt được mày. Trời, cậu bị sao thế? Cá của cậu đâu? Tôi không muốn bắt. Bắt cá thì quá dễ. Chẳng qua tôi muốn lấy đuôi của nó để rửa mặt mà thôi. Rửa mặt á? Mặt anh sưng phù rồi kìa. Ồ, không sao, tôi thích thế mà, mọi người cứ kệ tôi. Trời nóng quá, tôi muốn tắm một cái cho mát thôi. Trời ơi, cậu ta chìm mất rồi, chúng ta mau đến cứu đi. Chúng ta có lòng tốt thật, nhưng cẩn thận đến lúc đó lại thành phí công. Có khi lát nữa cậu ta lại bảo mình đang biểu diễn lặn thì sao? Phải đấy mèo đen, kệ cậu ta. Mèo vàng đã chẳng còn cơ hội nào để biện bạch cho mình, bởi vì sau khi chìm, nó không bao giờ nổi lên nữa. Đây chính là bài học cho những kẻ thích nói dối, luôn muốn che đậy những khuyết điểm của mình. Chà, những quả táo mới thơm ngon làm sao? Phải tranh thủ hái hết chúng xuống mới được. Này, anh kia, sao lại dám chọc táo của tôi? Ai cho phép anh làm thế? Cây táo này là của tôi có quyền hái, chẳng ai cấm được tôi cả. Nó nằm trên đất nhà tôi, nó là của tôi, chỉ có tôi mới được phép hái nó. Đừng hòng, ta cứ hái đấy, ngươi làm được gì nào? À, ghê nhỉ, được, ta cũng cứ hái táo của ta, ngươi cũng chẳng làm được gì. Trời ơi, cái thằng cha kia làm gì vậy?
Anh làm cái quái gì thế? Sao lại quát rác sang nhà tôi? Thì tưởng cây táo này của ngươi, nên ta trả lại lá cho ngươi thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Của nhà ta à? Nó nằm trên đất nhà ngươi, nên nó là rác của nhà ngươi. Là của ngươi, không phải của ta, là của ngươi. Trả ngươi cây táo, trả ngươi. Trả ngươi cây táo, trả ngươi. Hả? Ông là ai? Ta là thần cây. Các ngươi gọi ta đến có việc gì vậy? Thần cây? Chúng ta có gọi ông đâu. Ông là thần cây. Vậy chắc hẳn ông có phép thần tiên. Liệu ông có thể biến điều ước của ta thành hiện thực không? Chà, tưởng gì, cái đấy thì đơn giản. Được, nếu các ngươi muốn, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một điều ước. Thật vậy sao? Liệu ông có thể làm được không? Được, tất nhiên là được chứ. Ta sẽ biến ước mơ của các ngươi thành sự thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Với một điều kiện là ngươi ước gì thì người kia sẽ được gấp đôi và ngược lại. Các ngươi thấy thế nào? Mình chỉ ước có một ngôi nhà đầy vàng, lúc đó mình tha hồ mà ăn tiêu. Nhưng mà thế thì cái gã gầy kia cũng sẽ được những hai ngôi nhà như thế. Làm thế nào nhỉ? Thôi kệ, cứ thử xem ông thần này có làm được đúng điều ông ta nói không đã. Dạ, thưa thần cây, tôi chấp nhận điều kiện. Chỉ mong thần có thể ban cho một ngôi nhà đầy vàng bạc châu báu. Được thôi, ngươi sẽ được một ngôi nhà đầy vàng. Thật không thể tin được, điều ước đã thành sự thật. Thật là tuyệt vời, mình đã có được hai ngôi nhà đầy vàng, gấp đôi cả tên béo. Trời ơi, hắn được những hai ngôi nhà liền, đầy vàng. Mình ngu quá, thật không thể chịu nổi. Thưa thần cây, xin cho tôi thêm một điều ước nữa được không ạ? Chỉ một điều nữa thôi ạ. Người vừa được một điều ước rồi, để cho anh kia ước tiếp chứ. Vâng, thưa thần cây, xin hãy cho tôi một điều ước này nữa thôi. Rồi ngài cho hắn được ước cũng chưa muộn ạ. Thôi được rồi, hãy nói mau đi. Mình không thể ước điều may mắn để hắn gấp hai lần may mắn của mình được. Đúng rồi. Xin thần hãy cho tôi mù một mắt. Trời ơi, mắt tôi, không thể như thế được. Thật là đáng đời. Tên béo đáng chết, dám làm hại mình. Mình cũng sẽ cho hắn biết tay. Thưa thần cây, giờ tới lượt tôi được ước rồi chứ ạ. Xin thần hãy cho tôi bịt cục một tay. Một gã tham lam và một gã đố kỵ. Đúng là một lũ ngu ngốc.